Vị, vào hôm thứ Hai mùng 5 tháng 8 tại London đã diễn ra một buổi dùng thử loại bánh hamburger mới nhất. Đây không phải là hamburger thông thường, mà là hamburger làm từ thịt nuôi cấy trong ống nghiệm. Tổng chi phí nghiên cứu và làm ra chiếc hamburger này lên tới 300.000 đô la Mỹ thưa quý vị, tương đương gần 7 tỷ đồng. Chiếc hamburger làm từ thịt nhân tạo là câu trả lời của các nhà khoa học đối với bài toán thiếu lương thực toàn cầu và giúp hạn chế biến đổi khí hậu. Đây là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu của nhà sinh học người Hà Lan Mark Bos tại Đại học Maastricht. Khi ăn thì có cảm giác y như bánh hamburger thông thường, thịt cũng giống với thịt thật, thậm chí ngon hơn, chỉ cảm thấy toàn là nạc mà không có mỡ. Để làm được chiếc bánh này, các nhà khoa học phải đan 20.000 sợi protein lại với nhau, mô được nuôi cấy trong một cái vòng và lớn dần lên như trong khuôn của một chiếc bánh rán. Để có vị thịt bò giống như hamburger, các nhà khoa học bổ sung vào đó một số phụ gia như muối, vụn bánh mì, bột trứng. Nước củ cải đỏ và nghệ sẽ tạo màu cho miếng thịt. Chúng tôi không chỉ cố gắng tạo ra một miếng thịt bò như thật, mà còn muốn cho mọi người biết rằng chúng ta đang gặp phải vấn đề hết sức nghiêm trọng về thiếu thốn lương thực toàn cầu và cả biến đổi khí hậu. Dân số thì ngày càng tăng. Chúng tôi mong muốn mở ra một giải pháp bền vững, không vi phạm đạo đức và thân thiện với môi trường. Các chuyên gia cho biết thịt được nuôi cấy trong ống nghiệm có thể tiết kiệm 35-60% hao tốn năng lượng. Lượng khí nhà kính thải ra ít hơn 80-95% và diện tích sử dụng tiết kiệm 95% so với quá trình làm ra thịt thông thường.